Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin ai kính chào Hội Thánh. Hey, cảm ơn Chúa, Hội Thánh của Chúa hôm nay thờ phượng Chúa thật là đông. Xin Chúa ngày ban phước cho Hội Thánh. Hôm nay tôi được mục sư Bửu nhờ để cùng học lời Chúa với Hội Thánh. Tuy nhiên á, tôi có ăn gian với mục sư Bửu một chút, bởi vì tôi soạn cái bài học ngày hôm nay đó là nó tới để có thể học hết á, nó phải học tới 2 buổi lận, cho nên là lần sau là mục sư Bửu khỏi mời nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay ở trên màn hình, làm việc Chúa làm, và cái câu kinh thánh cũng rất là quen thuộc. Và thật ra đó, rất là lâu rồi cái câu kinh thánh này tôi đã không hiểu được, và tôi cũng chỉ hiểu đơn giản giống như là rất là nhiều con cái Chúa ngày hôm nay vẫn hiểu, đó là làm việc Chúa làm có nghĩa là. Bây giờ trước khi tôi nói những cái nghĩa đó, thì bây giờ tôi xin hỏi Hội Thánh nha. Theo quý vị thì Chúa nói là kẻ nào tin ta thì sẽ làm việc ta làm. Vậy việc ta làm, tức là việc của Chúa làm đó, là những việc gì? Rao giảng tin lành, chữa lành bệnh tật, cứu kẻ chết sống lại. Còn gì nữa không ạ? Môn đồ hóa. Còn gì nữa không ạ? Thật ra thì đây là một cái câu hỏi mà quý vị cứ kể cho đến hết cuộc đời quý vị luôn cũng không hết. Bởi vì chúng ta nhớ là ở trong sách Tin Lành Giăng, Chúa nói như thế nào ạ? Chúng ta mở ra sách Tin Lành Giăng đoạn cuối cùng đi ạ. Tin Lành Giăng đoạn số 21. Chúng ta xem câu số 25. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Vậy thì quý vị có thể nào, liệt kê hết tất cả những việc của Chúa làm không ạ? Không thể. Tuy nhiên Chúa lại nói rằng kẻ nào tin ta thì sẽ làm việc ta làm, và làm lớn hơn nữa. Nhưng thật ra thì Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay, đôi khi chúng ta bị in trí và dẫn đến một điều, đó là chúng ta đã giới hạn việc của Chúa làm. Chúng ta giới hạn như thế nào? Chúng ta như những gì chúng ta đã liệt kê. Việc của Chúa làm là gì? Rao giảng tin lành. Việc của Chúa làm là gì? Là chữa lành. Việc của Chúa làm là gì? Đuổi quỷ. Việc của Chúa làm là gì? Kêu kẻ chết sống lại. Việc của Chúa làm là gì? Môn đồ hóa, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta thử hình dung thế này, giống như một cái tảng băng nó đang trôi ở trên đại dương. Cái phần mà nó có thể nhô lên khỏi mặt nước ấy, nó rất là nhỏ. Nhưng mà cái phần nó chìm ở bên dưới đó thì không thể lường được. Và chúng ta nhớ cái câu, chúng ta có ai biết đến cái câu chuyện về con tàu Titanic không? Nguyên nhân của con tàu mà thế giới ngày hôm đó, thế giới thời điểm đó nói rằng đó là một con tàu không thể chìm. Nhưng nó đã chìm trong cái chuyến hải trình đầu tiên của nó. Nguyên nhân tại sao nó lại chìm? Nó đã va vào một cái tảng băng. Vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị thế này nha. Ở đây là suy luận một chút thôi. Vậy thì theo chúng ta, cái phần nổi của cái tảng băng mà con tàu Titanic nó va vào đó, lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Nhỏ. Tại sao tôi nói nhỏ? Tôi không có mặt ở đó mà tôi biết nó nhỏ, là bởi vì nếu nó lớn thì thuyền trưởng đã phát hiện ra nó từ xa rồi, chứ không thể nào đợi cho đến gần một bên rồi mới phát. Có thể quý vị sẽ nói rằng do trời tối, đúng không ạ? Có thể quý vị sẽ nói như vậy. Nhưng dù trời tối đi nữa, nếu cái tảng băng nó lớn thì vẫn có thể thấy. Nhưng mà đến khi họ thấy thì không còn có thể cứu vãn được nữa. Vậy thì chúng ta hình dung thế này. Cái tảng băng đó, cái phần nhô lên nó rất là nhỏ, nhưng điều gì đã khiến cho nó đủ sức mạnh để có thể đánh chìm một con tàu mà người ta nói rằng không thể chìm? Cái ngầm ở bên dưới.
cái ngầm ở bên dưới, nó mới là vấn đề. Tôi muốn dùng cái hình ảnh của tảng băng này để tôi nói về công việc của Chúa làm ngày hôm nay. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ thích và chúng ta cứ tập trung vào trong cái việc là quyền năng, phép lạ khi chúng ta đi theo Chúa. Và tôi nói với quý vị rằng quyền năng, phép lạ, chữa lành, giải cứu, đuổi quỷ, tất cả một cái việc đó, nó như là phần nổi của tảng băng. Người ta có thể nhìn vào, người ta thấy liền. Nhưng chúng ta có thấy không? Rất là nhiều những người khi bắt đầu công việc, bắt đầu đi theo Chúa, bắt đầu chức vụ, họ cũng quyền năng, họ cũng giải cứu, họ cũng chữa lành, phải không ạ? Nhưng một thời gian thì không thấy họ đâu nữa. Một thời gian thì không thấy họ đâu hết. Và tôi nói với quý vị rằng cái phong trào ân tứ, tại sao tôi gọi là phong trào ân tứ, là bởi vì nó đã được khơi lại gần đây, vào khoảng vài chục năm về trước. Và khi những người ban đầu bị quá sốt sắng đó, và họ cứ tập trung vào trong điều đó, họ tập trung vào trong báp-têm Thánh Linh, họ tập trung vào trong ân tứ, họ tập trung vào trong sự chữa lành, họ tập trung vào trong sự đuổi quỷ. Và có những người cuộc đời của họ, chức vụ của họ, đức tin của họ chỉ là chữa lành, chỉ là đuổi quỷ, chỉ là làm phép lạ mà thôi. Và họ bỏ qua hết tất cả mọi điều đó. Và họ giống như cái ngọn lửa bùng lên, nhưng chỉ trong một thời gian, ngọn lửa đó tắt ngấm, không còn thấy họ nữa. Nhưng cũng có những chức vụ họ bắt đầu để quyền năng, nhưng rồi quyền năng của Chúa, sự sức giàu của Chúa càng ngày càng tăng lên cho họ, và họ vẫn cứ tiếp tục đứng vững, họ vẫn cứ tiếp tục hầu việc Chúa, họ vẫn cứ tiếp tục đem tin lành của Chúa vang xa, họ cứ tiếp tục bày tỏ quyền năng phép lạ của Chúa, không phải chỉ trong phạm vi nhỏ, nhưng trong phạm vi lớn, không phải chỉ trong một đất nước, nhưng trên toàn cả thế giới. Họ bắt đầu họ đem những sự sức giàu của Chúa đem ảnh hưởng đến nhiều nơi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó là sự khác biệt gì giữa một người bắt đầu đầy quyền năng nhưng sau đó biến mất, sự khác biệt gì giữa một người vẫn cứ thể có thể tiếp tục đứng vững ở trong chức vụ và vẫn có thể tiếp tục bày tỏ sự sức giàu của Chúa ra và cứ tiếp tục bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời một cách rộng khắp? Sự khác nhau nó nằm ở chỗ nào? Sự khác nhau nó nằm ở dưới, giống như cái tảng băng vậy đó. Cái sự khác nhau nó nằm ở cái phần chìm của cái tảng băng. Giống như một cái ngôi nhà. Thôi, đã tìm được cái con tàu Titanic luôn. Giống như một cái ngôi nhà, người ta có thể xây lên, đúng không ạ? Cảm ơn Hùng. Chúng ta thì nhìn thấy cái phần nổi của tảng băng nó rất là ít, nhưng mà cái phần chìm của tảng băng nó có thể gấp nhiều lần cái phần nổi của tảng băng, đúng không ạ? Tôi không tìm được cái hình đó, nhưng mà tôi trước khi tôi chia sẻ bài này á, tôi đã thử nghiệm bằng cách là tôi lấy cái thau nước và tôi đặt cái cục nước đá vào và tôi quan sát để tôi thấy rằng cái phần nổi của cái cục đá khi đặt vào trong nước đó, nó chỉ nổi lên cỡ khoảng 1/5 của cái cục đá thôi. Còn 4/5 nó nằm ở bên dưới. Vậy thì giải cứu, chữa lành, đuổi quỷ, làm phép lạ vân vân, đó có phải là việc của Chúa làm không? Đó vẫn là việc của Chúa làm. Nhưng điều tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, nó không phải là những điều đó. Mà những điều tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là những việc của Chúa làm, nhưng tôi gọi nó là những việc nền tảng. Bởi vì nếu chúng ta muốn một đời sống chúng ta bước đi với Chúa, hầu việc Chúa mà đứng vững, thì chúng ta cần phải có cái nền tảng vững chắc. Và đương nhiên, nếu chia sẻ hết, liệt kê hết tất cả mọi việc của Chúa làm, thì cả thế gian này không chỗ để mà chứa cái sách đó. Cho nên tôi không thể nào tôi liệt kê hết tất cả những việc của Chúa làm. Nhưng trong phạm vi của bài học này, tôi sẽ liệt kê ra những công việc làm mà tôi gọi là những công việc nền tảng. Và trong những công việc nền tảng này, tôi sẽ chia làm hai buổi, tại vì một buổi thì chúng ta không thể học hết. Và tôi liệt kê ra có 6 công việc, tôi gọi là 6 công việc nền tảng. Và những công việc này ở đâu? Những công việc nền tảng này được ghi lại ở trong Kinh Thánh, và đặc biệt đó là trong 4 sách Tin Lành. Và tôi sẽ liệt kê những công việc này, những công việc của Chúa theo trình tự được ghi lại trong Kinh Thánh từ khi Chúa
còn nhỏ cho đến khi Chúa hoàn thành chức vụ của Ngài. Và chúng ta biết Chúa Giêsu sanh, cái việc Chúa Giêsu sanh ra trong thời gian Chúa Giêsu còn là một em bé thì Chúa không thể làm gì, cho nên chúng ta sẽ không liệt kê trong những khoảng thời gian đó. Nhưng mà cái công việc đầu tiên mà chúng ta có thể thấy Chúa làm đó là năm Chúa Giêsu 12 tuổi. Vậy thì năm Chúa Giêsu 12 tuổi Ngài đã làm gì? Chúng ta thường hay bị thu hút bởi những việc làm này. Đó là Chúa Giêsu sau khi Ngài đi lên trên đền thờ, Ngài thờ phượng, rồi xong thì Ngài ở lại và Ngài ngồi lại ở trong đền thờ và Ngài tranh luận với các thầy thông giáo. Chúng ta bị chú ý vào trong những điều đó. Nhưng mà đó không phải là việc của Chúa Giêsu làm. Và chúng ta biết thế này, theo phong tục, theo luật của Chúa thì trong giao ước của Chúa với Abraham cũng như giao ước của Chúa trong giao ước của Môi-se thì một người con trai Israel được sanh ra năm 12 tuổi là năm mà nó được kể là trưởng thành. Và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của một người con trai người Israel được đi đến đền thờ để ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa. Năm đó nó được kể là trưởng thành. Nhưng mà nó chỉ mới được kể là trưởng thành thôi, chứ nó chưa thật sự trưởng thành, bởi vì nó vẫn còn là một đứa trẻ. Đến năm 30 tuổi thì nó mới được công nhận rằng nó đã trưởng thành. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu năm 12 tuổi Ngài được đi lên đền thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời lần đầu tiên. Chúa Giêsu Ngài biết cái sứ mạng của Đức Chúa Trời dành cho Ngài. Ngài sốt sắng về điều đó. Cho nên năm 12 tuổi Ngài bắt đầu, khi Ngài được lên đền thờ, Ngài nghĩ rằng đã đến thời điểm rồi. Cho nên Ngài đã không theo Mary và Joseph trở về nhà nữa, mà Ngài ở lại. Đích của Ngài ở lại để làm gì? Để hầu việc Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên khi Mary và Joseph quay trở lại tìm Ngài thì Ngài lại nói thế này: cha mẹ không biết, tôi phải lo việc của cha tôi sao? Nhưng thật ra đó không phải là cái điều mà đúng đắn. Vậy cái điều đúng đắn mà Chúa Giêsu đã làm năm ngày 12 tuổi đó là gì? Đó là sau tất cả mọi việc đó, Kinh Thánh nói như thế này. Chúng ta mở ra trong Luca đoạn 2 câu 51. Luca đoạn 2 câu 51. Chúng ta có chưa ạ? Luca đoạn 2 câu 51. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lỵ cha mẹ, mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Và cái công việc đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là công việc của Chúa Giêsu làm. Đó là gì ạ? Đó là chịu lỵ. Vậy thì cái sự chịu lỵ này tại sao nó lại là quan trọng? Tại sao nó lại là quan trọng? Cái chữ chịu lụy đó, nó có nghĩa là cái chữ chịu lụy nó có nghĩa là thế này đây, quý vị chờ tôi chút xíu. Nó có nghĩa là phục tùng. Nó có nghĩa là tự đặt mình hay là đầu hàng và tự đặt mình ở một cái vị thế phục tùng một người khác. Nhưng không phải là mình yếu thế hơn mà mình phục tùng, nhưng mà mình có thể mạnh hơn, mình có thể hiểu biết hơn, mình có thể có tài hơn, nhưng chưa đến thời điểm và mình cần phải đặt mình ở cái chỗ phục tùng để chờ đợi. Và điều đó được Kinh Thánh ghi làm cách rõ ràng ở trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 5. Chúng ta cùng mở ra Phi-e-rơ nhất đoạn 5. Chúng ta xem câu số 6. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Đây là cái
câu để giải thích rõ ràng cho chúng ta ý nghĩa của sự thuận phục. Thuận phục có nghĩa là chúng ta trao cái quyền quyết định của chúng ta cho Chúa và chờ đợi Chúa cho đến thời điểm của Ngài. Tại sao phải là như vậy? Tại sao phải là như vậy? Tại sao khi được kêu gọi rồi, khi biết kế hoạch của Chúa cho mình rồi thì mình bắt đầu mình làm đi, tranh thủ thời gian mình là ngắn mà, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao phải chờ đợi, tại sao phải thuận phục, tại sao phải chịu lỵ? Cái chữ chịu lỵ hay là cái thời gian chịu lỵ đó, chúng ta có thể hiểu nó thế này, đó là cái ý nghĩa của chữ chịu lỵ, mà nó cũng có ý nghĩa khác nữa, đó là ý nghĩa của thời gian thử luyện. Và nó cũng còn một ý nghĩa khác nữa, đó là thời gian đồng vắng. Tại sao phải có thời gian này? Chúng ta nhớ ở dân Israel có hai vị vua đầu tiên. Một vị vua tên là Saul và một vị vua tên là David. Vua Saul khi được sức dầu để làm vua cho đến khi lên ngôi vua mất bao lâu thời gian? Bao lâu? Khoảng 1 tuần lễ. Samuel sức dầu xong rồi, 7 ngày sau Samuel giới thiệu Saul với các trưởng lão trong Israel và sau đó Saul lên ngôi làm vua. Không có thời gian thử luyện. Còn vua David khi được sức dầu để làm vua, ông bao nhiêu tuổi? Kinh Thánh nói rằng ông tuổi thiếu niên. Ông tuổi thiếu niên. Thì nếu mà tuổi thiếu niên thì dưới 18 tuổi. Đúng không ạ? Rồi đến năm ông bao nhiêu tuổi thì ông mới được lên ngôi làm vua? 30 tuổi. Khi David 30 tuổi thì ông mới được lên ngôi làm vua. Và chúng ta thấy rằng trong thời gian từ khi ông được sức dầu cho đến khi ông được lên ngôi làm vua, hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm đó ông đã làm gì? Ông chịu lỵ ở dưới vị vua mất sự sức dầu. Ông là một người được sức dầu để làm vua và Thánh Linh của Chúa đang ở trong ông, đang ở trên ông. Và ông phải phục vụ một vị vua mất sự sức dầu và thần của Chúa không còn ở trong vị vua đó nữa. Ông phục vụ bằng cách nào? Ông rải đàn cho ông vua nghe. Có thể chúng ta nói ông rải đàn cho ông nghe đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta thử hình dung là, tức là ông là trở thành cái trò tiêu khiển cho ông vua. Mỗi khi ông vua buồn thì ông phải là người rải đàn. Rồi ông bị vua Saul lợi dụng, đúng không ạ? Lợi dụng rồi tìm cách tiêu diệt, chạy trốn. Và trong suốt những thời gian đó, đến cuối cuộc đời thì David lại nói thế này: Chúa tập cho tay tôi đánh trận, đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Và chúng ta thấy một điều, đó là vua Saul không có cái thời gian chịu lỵ, không có cái thời gian thử luyện, không có cái thời gian của đồng vắng. Ông chỉ làm vua một nhiệm kỳ thôi, đúng không ạ? Nhưng còn David, ông phải trải qua cái thời gian thử luyện đó. Và ngôi vua của ông bao nhiêu nhiệm kỳ? 'Chúa hứa như thế này nè, không thiếu một người ngồi trên ngôi của ngươi cho đến đời đời. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu đang ngồi trên ngôi của David để cai trị. Và đến cuối cùng, khi mọi việc đã xong trong sách Khải Huyền thì Chúa cũng nói rằng: Ta là chòi của David, là sào mài sáng chổi. Tại sao cái ngôi nước của David lại bền vững như vậy? Bởi vì ông đã có thời gian chịu lỵ, thử luyện, và ông đã trải qua thời gian của đồng vắng. Joseph cũng vậy. Joseph nằm thấy chiêm bao để mình trở thành người lãnh đạo năm ông 17 tuổi. Và đến năm ông 30 tuổi thì điều đó mới trở thành khải tượng. Xin lỗi, cái khải tượng đó mới trở thành sự thật.
Nhưng mà có một điều lạ lắm. Cái thời gian chịu lỵ này đó, đôi khi chúng ta không thể hiểu nó theo cái cách của con người đâu. Là bởi vì như thế này, chúng ta thử hình dung Joseph, ông nằm chi bao và ông thấy rằng ông trở thành người lãnh đạo. Theo cách thường của con người, khi một người được chỉ định để trở thành người lãnh đạo, cho đến thời điểm họ trở thành người lãnh đạo thì cái cách của họ sẽ tiến triển như thế nào? Cách của họ sẽ được tiến triển như thế này nè. Người đó sẽ được đem đi và đưa vào trong những cái lớp huấn luyện đặc biệt, sẽ được cất nhắc lên và sẽ được học những cái cách để quản lý như thế nào, quản lý nhân sự thế nào, cái cách để vận hành như thế nào, vân vân và vân vân. Rồi cuối cùng thì đặt lên trên vị trí lãnh đạo. Nhưng mà cái cách của Chúa thì lại khác. Nằm mơ thấy mình trở thành lãnh đạo, sau đó bị mấy ông anh quăng xuống hố. Chưa kịp ổn định tinh thần thì lại mấy ổng lôi lên. Có thể là mừng đó, là bởi vì mình được cứu khỏi cái hố rồi. Nhưng bây giờ lôi lên bán đi làm nô lệ. Mà chúng ta biết ở trong cái chế độ nô lệ, đã là nô lệ rồi thì ước ao trở thành dân thường là một cái ước ao vô cùng xa xỉ, đừng nói chi trở thành lãnh đạo. Nhưng mà bị bán làm nô lệ. Ở trong cái vị trí làm nô lệ đó lại được cất nhắc để trở thành lãnh đạo của những người nô lệ. Được trở thành lãnh đạo của những người nô lệ cũng vừa mừng rồi. Thôi thế thì bây giờ coi như là gia tộc của ta cũng ổn đi. Bị đổ quan, bị đưa vô tù. Rồi bị bỏ quên ở trong tù. Vậy thì chúng ta thấy cho đến thời điểm này thì cái đoạn đường của Joseph để trở thành lãnh đạo nó gần hay là nó xa? Xa hơn nữa là phải không ạ? Nhưng mà thật ra nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của Chúa thì nó không xa, mà nó sát một bên rồi. Từ cái chỗ ở tù chỉ còn một bước nữa là lên tới người lãnh đạo thôi. Chúng ta hình dung, tôi muốn cho chúng ta thấy cái hình ảnh này. Ở đây không có cái bảng để chúng ta có thể diễn tả, nhưng mà chúng ta thử hình dung thế này đây. Có cái nào hình tròn không? Hình tròn đây. Chúng ta giả dụ như là cái vị trí trên đỉnh của thập tự giá là cái vị trí sẽ trở thành lãnh đạo. Tức là cái vị trí lãnh đạo. Chúng ta giả dụ là cái là cái vị trí sẽ mà Joseph sẽ trở thành lãnh đạo, tức là vươn tới để lãnh đạo. Nhưng mà lúc này thì Joseph đang ở đây và Joseph nằm chiêm bao. Vậy thì từ chỗ Joseph nằm chiêm bao cho đến chỗ trở thành lãnh đạo bao xa? Có chút xíu à? Có chút xíu thôi, đúng không ạ? Đúng không? Theo cái cách của con người là bây giờ thấy chiêm bao rồi, bây giờ bắt đầu vươn tới học để càng ngày càng gần hơn, càng ngày càng gần hơn để cuối cùng trở thành lãnh đạo. Đó là theo cái cách của con người. Và ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta vẫn bươn theo và bước lên trên chức vụ, bước lên trên cái chỗ mà được chúng ta sử dụng bằng cách như vậy đó. Nhưng mà cách của Chúa thì khác. Nằm chiêm bao, thấy mình làm lãnh đạo, bị quăng xuống hố. Vậy thì từ cái chỗ bị quăng xuống hố này tới cái vị trí làm lãnh đạo, bây giờ nó gần hơn hay nó xa hơn? Xa hơn nữa là phải không ạ? Bị quăng xuống hố xong, bán làm nô lệ, lại xa hơn nữa, đúng không ạ? Rồi từ chỗ bán làm nô lệ, bỏ tù. Xa hơn nữa không? Lại xa nữa. Rồi bỏ quên 2 năm trong tù nữa. Thì coi như là nếu bắt đầu từ đây mà đi theo cái con đường của con người thì nó quá xa. Nhưng mà Chúa không có bắt Joseph đi như vậy. Bỏ tù bị bỏ quên 2 năm trong tù rồi, ông ra khỏi tù, ông bước lên cái ông làm lãnh đạo. Và cái thời gian từ khi ông có khải tượng cho đến khi mà ông trở thành lãnh đạo, đó là thời gian mà Chúa huấn luyện ông. Đó là thời gian mà Kinh Thánh gọi Chúa Giêsu triệu lỵ cha mẹ. Và đó là thời gian mà những tôi tớ Chúa, những người mà Đức Trời muốn sử dụng cách lớn lao, họ phải trải qua. Đó là trải qua thời gian của đồng vật. Vậy thì lý do tại sao phải như vậy? Ở trong suốt Kinh Thánh ký đoạn 13 câu 17 và 18 nói thế này: khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường gần hơn hết, tức là đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về Ai Cập chăng? Nên Ngài dẫn dân ấy đi vòng xuống đồng vắng
về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Mục đích Chúa giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đưa họ đến xứ Canaan, là đưa họ đến cái chỗ phước hạnh. Hay nói khác hơn là mục đích của Chúa là đem dân sự của Chúa ra khỏi sự lỗ xả để đưa tới phước hạnh. Đúng không ạ? Chúng ta nói ý nghĩa như vậy. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu ngày đến, ngày chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta, mục đích là để cứu chúng ta, đúng không ạ? Để đem ta ra khỏi ách nô lệ của ma quỷ, để làm con của Đức Chúa Trời. Đem ta ra khỏi sự lỗ xả để nhận lấy phước hạnh. Đem ta ra khỏi cái sự nghèo thiếu, sự đau đớn, sự bệnh tật để trở nên giàu có, bình an, khỏe mạnh. Đó là mục đích. Nhưng Chúa lại nói không dẫn đi đường vòng, xin lỗi, không dẫn đi đường gần. Lý do tại sao? Chúa nói là Chúa e dân chúng gặp chiến tranh. Ủa, có thể trong thời của dân Israel thì đi cái đường đi ngang qua xứ Philippines có thể gặp chiến tranh, còn bây giờ dễ lắm mà. Bây giờ tôi tin Chúa và hội thánh của Chúa đang cần nhân sự nè, đúng không ạ? Hội thánh của Chúa đang thiếu mục sư nè, bây giờ mai mốt còn có mình mục sư bổ thôi, đúng không ạ? Cần nhiều người hầu việc Chúa mà. Thì thôi bây giờ một người Chúa xem mấy người đó đẹp trai, đẹp gái gì đó, và Chúa cất lên và Chúa để Chúa ban ơn, Chúa sức giàu để làm mục sư đi. Quá tốt, bởi vì trong hoàn cảnh hội thánh đang thiếu người, phải không ạ? Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa nói là khi dần thấy chiến tranh mà quay trở về Ai Cập. Vậy thì chiến tranh ngày hôm nay là cái gì? Chiến tranh đó là cái gì đây? Chiến tranh đó là thế này này. Có rất là nhiều người đã tốt nghiệp trường Kinh Thánh IBVI. Và sau khi tốt nghiệp, và sau đó chúng tôi đã công nhận chức vụ cho người đó là mục sư nhiệm chức. Mục sư nhiệm chức có nghĩa là mục sư có thời hạn, chứ không phải là mục sư thực thụ. Nhưng mà khi họ là mục sư nhiệm chức rồi, tôi mục sư, ông cũng là mục sư, tại sao tôi phải vâng phục ông nữa? Chiến tranh. Chiến tranh ở đây nè. Có rất là nhiều người khi mà chưa tin Chúa, gặp nan đề đủ mọi thứ, thiếu thốn khó khăn đủ mọi thứ, tin Chúa xong, Chúa đáp ứng cho cái nhu cầu giải cứu một cách nhanh chóng. Và bắt đầu họ làm gì? Họ không bám Chúa nữa, mà họ bám lấy cái phước. Đó là lý do mà tại sao Chúa không muốn dân sự đi đường ngắn mà về xứ Canaan. Đó là lý do mà Chúa không muốn một người nhanh chóng bước vào trong chức vụ. Bởi vì Chúa cần chúng ta bước vào trong vương quốc của Ngài và ở trong vương quốc của Ngài một cách vĩnh viễn. Chứ Chúa không cần chúng ta giống như ngọn đèn cần lé lên rồi sau đó tắt. Người đời thì nói thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Người đời thì nói như vậy. Nhưng Chúa không cần như vậy. Chúa cần chúng ta ở trong vương quốc của Ngài. Chúa cần chúng ta có mối liên hệ với Ngài. Bởi vì Chúa yêu chúng ta. Và Chúa cần như vậy cho nên Chúa mới hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Chứ Chúa không nhằm mục đích là cứu chúng ta để rồi có người làm việc cho Ngài và làm việc xong, kệ chết sống mặt bay, ta xong việc của ta là được rồi. Chúa không phải là đấng như vậy. Đó là lý do mà Chúa không dẫn đi đường ngắn. Đó là lý do mà cần phải có sự chịu lụy. Nếu chúng ta thiếu cái sự chịu lụy, thiếu trải qua sự thử thách, thiếu trải qua cái thời gian kinh nghiệm ở trong đồng vắng, thì rất là dễ để chúng ta bị thất bại ở trước sự cám dỗ, ở trước sự thử thách. Anh chị em thử suy nghĩ xem, nếu một người đầy ân tứ và đầy sự sức giàu và đứng trước một cái sự cám dỗ, đó là cứ đặt tay người ta chữa lành và người ta dâng hiến, thì anh chị em thử suy nghĩ cái sự cám dỗ này nó sẽ dẫn đến cái gì? Nếu như một người chưa trải qua cái thời gian thử luyện này để có một cái đức tin vững chắc nơi Chúa và vượt qua thắng hơn cái sự cám dỗ về vật chất. Có rất là nhiều người đã lập cái ghế bán bò câu ở trong hội thánh của Chúa, giống như là các thầy tế lễ đã lập ở trong đền thờ
Cái ghế bóng bồ câu là cái gì? Là hình bóng của những người có ân tứ, nhưng mà họ không nhận không và cho không, mà họ bán. Chúng ta có bao giờ chúng ta thấy có những người bán ân tứ không? Có người bán ân tứ của Chúa bằng cách là gì đây? Họ bán khéo lắm, họ bán tinh vi lắm. Họ bán như thế này nè. Bây giờ người bệnh phải không? Họ cầu nguyện cho được chữa lành. Họ dùng cái gì để họ cầu nguyện? Ân tứ của ai? Của Chúa. Nhưng mà xong rồi họ cứ nói: nhớ không, tôi cầu nguyện cho anh được chữa lành đó. Rồi khi thấy những người đó bắt đầu được phước, gửi dân hiến 1/10 về cho tôi đi, tôi cầu nguyện cho anh được chữa lành đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp những người đầy tớ như thế này ở trong cuộc đời của mình. Tại sao họ lại như vậy? Tại vì họ thiếu cái thời gian chịu lụy. Nếu chỉ tập trung vào ân tứ thôi thì không được. Chúa không dẫn đi đường ngắn. Và Phaolô thì nói ngắn ngắn hơn nữa. Phaolô nói thế này: kẻ mới tin đạo không được làm giám mục. E người kiêu ngạo mà mắc mưu của ma quỷ chăng? Cho nên cái thời gian chịu lụy nó rất là quan trọng. Và cái thời gian chịu lụy này, đôi khi chúng ta ở trong cái thời gian này đó, chúng ta cảm thấy mình bị oan ức, chúng ta cảm thấy mình bị đối xử không có công bằng, chúng ta bị thấy là mình bị o ép, vân vân, chúng ta thấy nhiều vấn đề lắm. Và cái xác thịt ở trong chúng ta nó rất là muốn nổi lên để dành sự công bình lại cho mình. Chúng ta đang gây dựng một hội thánh tốt lành, tự nhiên có người khác nhảy vô, mét người lãnh đạo, người lãnh đạo nó thôi nhường luôn đi. Tức không? Khó chịu không? Khó chịu. Nhưng mà chúng ta thấy thế này nè, không có điều gì mới ở dưới mặt trời cả. Tổ phụ đức tin của chúng ta là Abraham, ông cũng bị vậy đó. Ông đào giếng, sống ở sa mạc mà. Abraham sống ở sa mạc mà, việc nước là việc cần thiết. Đào giếng, tới ông đi đào giếng, có nước, dân Philippines dành. Đào giếng, có nước, dân Philippines lấp đất lại. Rồi tới Isaac cũng như vậy, đào giếng, để có nước, dân Philippines dành. Và họ không có dành lại. Bị dành, họ đi đào chỗ khác. Bị dành, họ đi đào chỗ khác. Và đến một ngày thì Isaac đã được thông báo rằng đã tìm được một cái giếng có mạch. Và Isaac nói thế này: Đức Chúa Trời đã để cho ta ở nơi rộng rãi và ta được thịnh vượng trong xứ. Ông không có tranh giành, ông sẵn sàng chịu lụy. Và ông tin rằng chưa phải là cái chỗ mà Chúa muốn mình ở, cho nên Chúa mới cho phép người đến giành. Và đến cái chỗ mà Chúa muốn ông ở và Chúa muốn ông thịnh vượng ở chỗ nó, ở tại nơi đó, thì không ai giành của ông nữa. Đó là cái tinh thần của người chịu lụy. Nếu chúng ta không có được cái tinh thần này, chúng ta sẽ trở thành những chiến sĩ ở trong hội thánh. Chữ chiến sĩ ở trong ngoặc kép. Chúng ta sẽ là người tranh đấu với người này, tranh đấu với người kia, tranh đấu với người nọ, tranh đấu với bạn đồng lao, tranh đấu với người lãnh đạo, tranh đấu luôn với cả tín hữu. Khi cái gì đó không vừa ý, cái gì đó và chúng ta cảm thấy bị oan ức. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã chịu lụy cha mẹ trong bao nhiêu năm? 18 năm. Và chúng ta thấy như thế này nè, hình ảnh của Chúa Giêsu năm 12 tuổi và hình ảnh của Chúa Giêsu năm 30 tuổi khác nhau hoàn toàn. Hình ảnh của Chúa Giêsu năm 12 tuổi là gì? Cãi tới cùng. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu ngồi trong đền thờ và tranh luận với các thầy thông giáo mà. Và tranh luận đến nỗi các thầy thông giáo cũng phải thua luôn. Nhưng mà có đem đến ích lợi gì không? Không đem đến ích lợi gì cả. Nhưng sau thời gian chịu lụy đó thì Chúa Giêsu trở thành một người nhu mì, khiêm nhường. Sau thời gian đó Chúa Giêsu nói thế này nè: ta không làm cái gì tự ta làm, ta chỉ làm những gì ta thấy cha làm. Ta không nói những gì tự ta nói, ta chỉ nói những gì ta nghe cha nói.
Và điều gì đã khiến cho một Giê-xu thích tranh luận trở thành một Giê-xu nhu mì, khiêm nhường, chịu lỵ? Anh chị em có muốn làm công việc của Chúa không? Vậy thì nếu chúng ta làm công việc của Chúa thì không phải chỉ chữa lành, giải cứu đâu. Tất cả mọi điều đó nó chỉ là cái kết quả của cái phần công việc nền tảng này thôi. Rồi tôi đi nhanh qua nha. Thứ hai, công việc thứ hai. Tôi đưa ra dữ liệu thôi, quý vị về quý vị nghiên cứu, quý vị sẽ thấy, đào sâu quý vị sẽ thấy còn nhiều điều hơn nữa. Bây giờ công việc thứ hai, đó là khi Chúa Giê-xu 30 tuổi. Chúng ta đi qua 18 năm rồi đó. Khi Chúa Giê-xu 30 tuổi, Ngài đi đến gặp dân Báp-tít để chịu dân Báp-tít làm báp-têm. Dân Báp-tít nói như thế này: lẽ ra tôi phải đến với Thầy, chứ tại sao Thầy lại đến với tôi? Chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói câu gì ạ? Bây giờ chúng ta hãy làm cho trọn việc công bình. Nếu chúng ta là một người xề xòa, và chúng ta rất là có thể chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ đồng ý với cái lời đề nghị của Giăng Báp-tít liền. Đúng mà, Chúa Giê-xu, Giăng Báp-tít được sai đến để làm gì? Để mở đường. Còn Chúa Giê-xu mới chính là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Vậy thì Chúa Giê-xu ở cái vị trí cao hơn Giăng Báp-tít. Thì Giăng Báp-tít nói: lẽ ra tôi phải chịu Thầy làm báp têm, sao Thầy phải chịu tôi làm báp têm? Thì Chúa Giê-xu nói: ờ ha, người nói vậy cũng đúng. Thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ đưa cho chúng ta thấy cái giá trị của cái việc mà Chúa Giê-xu chịu Giăng Báp-tít làm báp têm. Để sau đó chúng ta sẽ bước đi theo Chúa, và chúng ta phải chú ý đến những việc công bình mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta nhớ một ngày kia thì các thầy thông giáo đến hỏi Chúa Giê-xu thế này: bởi quyền phép nào mà Thầy làm những phép lạ này? Thì Chúa Giê-xu lại hỏi: ta cũng hỏi các ngươi, phép báp têm của dân bởi Đức Chúa Trời hay bởi người ta? Hết. Họ không trả lời được. Họ nói: nếu nói bởi người ta thì sợ dân chúng ném đá họ, bởi vì ai cũng tin rằng Giăng Báp-tít là tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu nói bởi Đức Chúa Trời, vậy thì còn thắc mắc gì nữa mà hỏi? Ở đây để chúng ta thấy là nếu như khi Chúa Giê-xu không chịu Giăng Báp-tít làm báp têm, tức là không làm trọn cái việc đó, thì Chúa Giê-xu không thể đối đáp trong hoàn cảnh này. Trong cuộc đời chúng ta bước đi theo Chúa, nhiều khi chúng ta tự có một cái quyền, có thể là cái quyền của người lãnh đạo, có thể là cái quyền của một mối quan hệ nào đó, và chúng ta tự lấp liếm đi, không làm trọn những cái việc lẽ ra phải làm, đó là việc công bình. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng ôi có cái gì đâu, đúng không ạ? Nhưng Chúa Giê-xu nói thế này nè: chả còn thiếu một đồng thì không ra khỏi tù được. Có nhiều người chồng, nhiều người vợ biết mình có lỗi rồi đó, nhưng mà vợ chồng với nhau mà cái gì hở ra cũng phải xin lỗi, và cái lời xin lỗi rất là khó thốt lên trên môi miệng. Nhưng mà khi chưa có lời xin lỗi thì cái lỗi đó vẫn còn. Có thể lúc bình thường chúng ta thấy nó bình an lắm, nhưng mà đến đúng chuyện thì kẻ kiện cáo, nó sẽ kiện cáo, và chúng ta không có cách nào để bênh vực mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không làm trọn việc công bình. Vậy những cái việc công bình đó là gì? Nó thật ra đó là những cái việc rất là nhỏ mọn mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng không sao cả. Nó rất là nhỏ mọn thôi. Trong sách Nhã Ca nói: hãy bắt cho tôi những con chồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho của tôi đang trổ bông. Ôi, tại sao không bắt con chồn lớn? Người ta dựng, khi mà trồng nho thì người ta dựng hàng rào rồi, những cái con vật lớn nó không vào được đâu. Nhưng người ta lại, khi người ta lại coi thường những cái lỗ nhỏ, những cái khe hở nhỏ, và ta nghĩ rằng không sao cả. Nhưng mà đến khi cái vườn nho của họ bị cắn hết thì lúc đó họ mới thấy được cái giá trị của cái khe hở nhỏ đó mà họ đã để. Có nhiều khi chúng ta trong lời nói của chúng ta, có nhiều người đó, khi mà tôi chia sẻ về cái quy quyền của lời nói đó, họ nói: mục sư làm quá, nói vậy thôi mà có gì đâu. Nhưng mà họ nói những cái điều tiêu cực,
và bắt đầu mình chia sẻ với họ để chi, để họ không để cho ma quỷ nó nhân dịp nữa. Nhưng mà họ nói sư làm quá, nhưng mà chúng ta biết không, lý do tại sao mà Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden không? Chúng ta vẫn cứ nhìn thấy cái bài nổi của cái tảng băng. Lý do tại sao bị đuổi ra khỏi vườn Eden là bởi vì ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, đúng không ạ? À? Lý do tại sao ăn trái cây biết điều thiện và điều ác là bởi vì nghe lời con rắn. Vậy con rắn ở đâu? Tại sao lại có con rắn? Thì chúng ta không tìm tới. Đổi thừa Đức Chúa Trời dựng nên. Vậy thì cuối cùng là ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Eden là tại Đức Chúa Trời, phải không ạ? Nhưng mà không có phải. Chúng ta xem lý do tại sao mà ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Eden nha. Bây giờ tôi sẽ rút ngắn lại nha. Ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Eden là tại vì ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Chúng ta chấp nhận chưa? Tại sao ông bà lại ăn trái cây biết điều thiện và điều ác? Là bởi vì nghe lời con rắn dụ dỗ. Chấp nhận chưa? Rồi, con rắn ở đâu mà nó dụ ông? Chúng ta thường hay đọc cái câu kinh thánh Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Và đó thừa, con rắn là do Đức Chúa Trời dựng nên. Nhưng mà không phải. Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 2. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 19. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên các loài thú đồng, các loại chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi loài vật sống đều thành tên riêng cho nó. Chúa dựng nên loài gì? Bây giờ anh chị em lắng nghe nha, tôi nói anh chị em từ từ ha, đừng có đứng dậy ra về nha. Chúa không có dựng nên con cọp, Chúa không có dựng nên con sư tử, Chúa cũng không có dựng nên con voi, Chúa cũng không có dựng nên con rắn, Chúa cũng không có dựng nên con hà mã, Chúa cũng không có dựng nên bất cứ một con vật nào mà có ngày hôm nay cả. Không luôn, Chúa không dựng nên luôn. Mà Chúa chỉ dựng nên các loài thú đồng. Và có con khủng long là tại vì Adam đặt tên mày là con khủng long thì nó mới là con khủng long. Còn khi Adam chưa đặt tên, nó chỉ là con thú đồng. Vậy thì tại sao có con rắn? Do Adam ông đặt. Do Adam ông đặt chứ không phải do Chúa dựng nên. Vậy thì khi chúng ta là hầu cho tên nào Adam đặt cho thì thành tên riêng cho nó. Cái tên nó có nghĩa là quy quyền và bổn tánh. Khi Adam đặt tên cho con vật nào thì Adam áp đặt cái bổn tánh cho loài vật đó. Vậy thì những loài thú đồng mà Chúa dựng nên, Chúa đem nó trước mặt Adam, nó chưa có bổn tánh vào cả. Nó chưa phải là con vật dữ hay là lành, được không ạ? Nó chưa có phải là con vật dữ hay là lành. Nó hoàn toàn là trung tính, chứ không phải là trung tín. Nó hoàn toàn là trung tính, có nghĩa là nó không dữ không lành, nhưng mà nó sẽ được xác định cái bản tánh của nó khi Adam đặt tên cho nó. Và chúng ta thử hình dung thế này. Adam đang đứng ở đây giống như tôi đang đứng ha. Bắt đầu các loài thú đồng Chúa sai nó đi tới. Adam thấy, ồ cái con này cái dáng đi hùng dũng quá. Mày là sư tử. Thì nó là con sư tử. Mày là con cọp. Nó là con cọp. Thấy cái con nhảy nhót, mày là con khỉ. Thì nó là con khỉ. Nhưng mà thấy cái con, sao mà mày đi cứ lăng quăng vậy, mày không có đi thẳng được giùm vậy. Mày là con rắn, bởi vì cái chữ con rắn có nghĩa là kẻ cong quẹo. Và từ đó có con rắn. Và tại sao con rắn này nó lại lừa dối Adam? Thật ra cái con rắn này nó không có lừa dối Adam, mà bởi vì Adam đã gọi một loài thú đồng Chúa dựng nên là con rắn, tức là cái kẻ quỷ quyệt, cái kẻ cong quẹo. Ở ngoài kia mới có một kẻ quỷ quyệt cong quẹo vừa bị đuổi khỏi thiên đàng. Nó đã lợi dụng vào trong cái tên của con rắn này để nó ẩn mình vào trong con rắn này, chứ không phải là con rắn Chúa dựng nên là ma quỷ. Nhưng mà Satan nó đã lợi dụng vào trong cái sự đặt tên đó để nó ẩn mình vào trong con rắn. Và Satan cám dỗ Eva
chứ không phải là con rắn nó cám dỗ Eva. Con rắn nó chỉ là loài thú đồng thôi. Nhưng mà bởi vì Adam đã gọi tên nó không đúng, trong muôn vàng loài thú đồng ông chỉ gọi tên sai có một con thôi mà nhầm nhè gì. Nhưng chỉ có một con gọi tên sai thôi đã bị ma quỷ nó lợi dụng. Và cái câu chuyện Adam đặt tên các loài thú đồng nó liên quan gì đến chúng ta ngày hôm nay? Cái chữ đặt tên đó, thì tôi tra cứu, nó còn có nghĩa là nói về nó, khác về nó, lầm bầm về nó. Đó là chữ đặt tên. Còn cái chữ loài thú đồng đó, nó còn có một ý nghĩa nữa, đó là hoàn cảnh. Adam thì đặt tên cho các loài thú đồng. Chúa đưa những cái loài thú đồng đến cho Adam đặt tên. Còn Chúa đưa hoàn cảnh đến cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa đưa loài thú đồng đến để cho Adam đặt tên. Và tên nào Adam đặt thì thành tên riêng cho nó. Chúa đưa những hoàn cảnh đến cho chúng ta ngày hôm nay để xem chúng ta nói về nó như thế nào. Và chúng ta nói về nó như thế nào thì nó là bản cho cái hoàn cảnh đó. Chúng ta thử đưa ra một số cái hình ảnh để chúng ta thấy tại sao cũng có những người bị ung thư nhưng mà họ được chữa lành, còn cũng có những người bị ung thư họ chết rất là nhanh chóng. Bệnh là hoàn cảnh đưa tới, nhưng chúng ta nói về cái hoàn cảnh đó như thế nào? Một người 30 tuổi rồi chưa lập gia đình, đó là hoàn cảnh Chúa cho phép đưa tới. Và chúng ta nói về nó như thế nào? Ế rồi thì chuẩn bị sống như vậy đi. Nhưng mà nếu chúng ta nói tại vì cái người Chúa chuẩn bị cho tôi chưa tới, cho nên tôi tiếp tục tôi chịu lỵ để tôi chờ đợi, thì nó lại là khác. Còn nếu chúng ta vội quá, chúng ta sợ ế, vội quá chúng ta quơ đầu này, chúng ta hốt đầu kia, thì hậu quả là ráng chịu thôi. Nó đừng có trách Chúa. Không à, cho nên là có những cái việc rất là nhỏ, đôi khi những cái lời nói rất là nhỏ, và chúng ta nghĩ nó bình thường, nhưng chúng ta đã mở cửa. Và khi ma quỷ nó tấn công, chúng ta không biết lý do tại sao nó tấn công. Hãy làm chọn việc công bình. Nhiều việc công bình khác trong đời sống chúng ta. Tại ví dụ như có những cái việc thế này này. Nhiều khi chúng ta là con cái. Như tôi nhiều khi tôi cũng trước đây tôi cũng không để ý tới chỗ này. Đó là khi tôi hết tiền lẻ rồi cái tôi gặp má tôi. Má còn tiền lẻ không, cho con mượn vài chục. Thì má tôi hỏi tôi mượn. Đúng không ạ? Và bà đưa cho tôi vài chục. Và tôi sử dụng xong, tôi quên luôn, tôi không trả. Vậy là tôi thiếu nợ phải không? Có thể bây giờ là không có điều gì xảy ra đâu, nhưng khi đến thời điểm, những cái lúc quyết định, ma quỷ nó sẽ kiện cáo. Có nhiều người khi có thể là bị tổn thương trong tình cảm, và có thể nói thế này: Tôi thề là tôi không bao giờ tôi yêu ai nữa. Bình thường là nó là như vậy đó. Và chúng ta cảm thấy cái lời đó nó không ích lợi gì, nó không có giá trị gì cả. Nhưng đến khi mà chúng ta gặp được cái người chúng ta thật sự yêu rồi đó, thì cái kẻ kiện cáo nó mới dùng cái lời này nè để nó phá rối tình yêu của chúng ta. Rồi chúng ta nói: ôi tại sao mà tình yêu của tôi cứ gặp trục trặc hoài. Rồi đuổi, sao đang lui, nhưng mà nó không có lui. Tại vì sao? Tại vì nó hợp pháp bởi cái lời nói của chúng ta. Chúng ta thấy nó nhỏ không? Nó nhỏ. Cho nên một cái việc nhỏ nhất, đó là cái việc mà Chúa Giêsu chịu Giăng Báp-tít làm báp tem, Ngài vẫn phải làm. Để làm gì? Cho chọn việc công bình. Và kẻ kiện cáo không thể nào kiện cáo Ngài được. Rồi, chúng ta đi qua cái thứ ba. Cái việc làm thứ ba cũng là việc làm cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Còn phía sau nhiều cái việc làm còn hấp dẫn hơn nữa. À, tôi mới vừa học cái cách quảng cáo. Việc làm thứ ba. Chúng ta mở ra sách Tin Lành Giăng đoạn 13.
Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 14. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Cái việc rửa chân này đó ngày hôm nay nhiều tôi tới Chúa thực hiện. Nhiều những cái chương trình đại hội họ đã có một cái tiết mục gọi là rửa chân. Ở đây tôi không lên án điều đó, tôi cũng không nói nó không có ý nghĩa, bởi vì tôi cũng đã được một tôi tới Chúa rửa chân. Và tôi nói thật sự là cái cảm xúc nó rất là cao, rất là đặc biệt. Nhưng tôi đang muốn nói tới chỗ này. Cái ý nghĩa thật sự của rửa chân chứ không phải là cái hành động của rửa chân. Vậy thì theo chúng ta, rửa chân này có nghĩa là gì? Dân Israel họ sống ở cái vùng đất của họ là vùng bán sa mạc. Và bụi rất là nhiều. Cho nên là có nhiều khi họ đã tắm rồi đó, nhưng họ chỉ cần đi lại là cái chân của họ sẽ bị dơ. Và đặc biệt nếu như nhà mà có một người khách đến thăm thì người khách đó phải được phục vụ rửa chân trước. Và ai là cái người chịu trách nhiệm này? Là người đầy tớ ở trong nhà chịu trách nhiệm rửa chân cho người khách. Và ở đây Chúa đang muốn nói rằng các ngươi gọi ta là Thầy, là Chúa mà ta rửa chân cho các ngươi. Có nghĩa là ta vốn dĩ là gì? Là Thầy các ngươi. Hay nói khác hơn là lẽ ra các ngươi phải là người phục vụ cho ta. Nhưng bây giờ ta phục vụ cho các ngươi để làm gương cho các ngươi, hầu cho các ngươi cũng phục vụ cho anh em mình. Mà phục vụ ở đây không có phải là làm cho có lệ, nhưng mà hãy lấy cái tinh thần tôi tớ mà làm. Kinh Thánh Chúa nói hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục lẫn nhau. Thật ra cái câu Kinh Thánh này đám cưới nào cũng ghi hết á. Câu Kinh Thánh này đám cưới nào cũng làm cái câu gốc hết trơn á. Nhưng mà sau đám cưới rồi, lúc mà trước khi đám cưới ha, thì anh nói em nghe, em nói anh nghe, đúng không ạ? Rồi đám cưới xong rồi, hãy kính sợ Đấng Christ và vâng phục lẫn nhau rồi. Anh hứa là anh sẽ yêu thương em dù thế này, thế kia, thế nọ, đủ mọi thứ. Sau đám cưới, chúng ta nói hàng xóm nghe. Mà trong khi Kinh Thánh thì nói, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục lẫn nhau. Và thế là những người có Kinh Thánh thì sẽ nói theo cách khác. Những người không có Kinh Thánh thì sẽ nói theo cách khác. Và những người nói theo có Kinh Thánh sẽ nói thế này đây. Người vợ sẽ nói, Chúa dạy anh phải yêu thương em như Đấng Christ yêu hội thánh và hy sinh vì hội thánh. Người chồng có lời Chúa sẽ nói, Chúa nói bà phải vâng phục tôi như hội thánh vâng phục Chúa. Bà vâng phục tôi đi rồi tôi yêu bà. Ông yêu tôi đi rồi tôi vâng phục ông. Nhưng mà Chúa không kêu như vậy. Chúa kêu gì đấy? Kính sợ Đấng Christ mà vâng phục. Không phải vì cái người đó đáng để vâng phục, mà vì kính sợ Chúa, vâng lời Chúa mà vâng phục. Và thay vì, đó là cái lý do mà thay vì hôn nhân là một cái gì đó rất là hạnh phúc, một cái món quà đặc biệt mà Chúa ban cho, một cái điều được thiêng liêng để được ví như là mối liên hệ giữa Đấng Christ với hội thánh, nó trở thành cái điều mà thế giới ngày hôm nay người ta ngán ngẩm. Người ta nói hôn nhân là nắm mồ chôn vùi tình yêu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã bỏ qua cái việc làm này. Có nhiều những người lãnh đạo trong hội thánh cứ muốn dân sự của Chúa là phải vâng phục người lãnh đạo, Chúa dạy như vậy. Và người lãnh đạo, xin lỗi, người dân sự nào của Chúa mà không nghe theo cái kế hoạch, cái chương trình của cái người lãnh đạo thì chụp cho họ một cái mũ là nổi loạn. Và có rất là nhiều những hội thánh nhìn bên ngoài thì dân sự của Chúa rất là vâng phục người lãnh đạo, nhưng quay đi sau lưng người lãnh đạo thì họ rủa xả, họ nói nghịch, họ nổi loạn. Lý do là tại sao?
Lý do là tại sao ạ? Lý do Chúa dạy một đường, họ làm một nẻo. Các ngươi gọi ta là thầy, là Chúa, còn rửa chân cho các ngươi thì các ngươi phải rửa chân lẫn cho nhau. Ai là người làm trước? Ai là người đặt mình vào trong vị trí tôi tới Chúa trước? Người lãnh đạo. Và khi người lãnh đạo đặt mình vào trong vị trí là người tôi tớ, phục vụ và phục vụ dân sự của Chúa một cách hết lòng, thì tự nhiên dân sự của Chúa sẽ phục vụ lại thôi. Có nhiều người tôi tớ của Chúa đó, tôi xin lỗi nha, xin lỗi quý vị những người nào tôi nói không phải quý vị, nhưng những người nào làm như vậy mới là người mà tôi nói ha. Có những người tôi tớ của Chúa, họ gài tín đồ để dâng hiến. Họ tìm cách, nó đúng ra là họ tìm cách để họ móc túi tín đồ. Nhưng mà làm điều đó không được, không đúng. Chúng ta muốn dân sự của Chúa có tấm lòng rộng rãi không? Chúng ta muốn dân sự của Chúa có tấm lòng rộng rãi trong sự dâng hiến, trong sự ban cho, trong sự giúp đỡ không? Chúng ta là người lãnh đạo, hãy làm trước đi. Một ngày kia đứa cháu của tôi, bây giờ nó là mục sư rồi, đứa cháu của tôi nó nói với tôi thế này. Trong buổi nhóm xong thì nó chịu trách nhiệm, nó đưa những cái người không có phương tiện đi ra bến xe buýt để mà về. Thì sau đó khi nó đưa hết rồi, nó nói thế này: chú, bữa nay con làm một việc mà con bắt trước chú. Nó hỏi bắt trước cái gì? Đấy, con chở cái mẹ con của cô kia ra bến xe, mà con hỏi mẹ con cô đó là có số điện thoại để liên lạc, để dễ dàng chăm sóc hơn. Họ nói rằng họ không có số điện thoại và họ chưa bao giờ họ xài điện thoại. Cho nên con mới nhớ lại chú đã từng làm. Và con đã chở họ ghé ngang cái cửa hàng điện thoại. Con mua cho điện thoại cùi bắp thôi, chứ không phải điện thoại tốt gì đâu, nhưng mà gọi được, nghe được. Và khi nó về nó kể lại cái kinh nghiệm đó, và nó thấy rằng nó làm một cái điều và nó được sự đụng chạm, được sự tươi mới, và nó cảm thấy rằng nó làm được đúng theo lời của Chúa. Và tại sao nó có thể làm điều đó? Nó nói là nó thấy tôi làm. Tôi không bao giờ tôi kêu là bây giờ con phải cho người này, con phải cho người kia, phải cho người nọ. Thì tôi hay là cái một sư phụ cũng vậy, đi công việc Chúa ở nhiều nơi. Nhiều người cứ thắc mắc hỏi chúng tôi, tại sao có tiền để đi? Ví dụ như đi lên miền cao, anh chị em, một ngày kia tôi giảng ở trong miền cao, tôi hỏi anh chị em thế này nè: một tháng anh chị em thu nhập được bao nhiêu? Họ nói ở đây không có thu nhập tháng, mục sư ơi, thu nhập năm, tức là một năm mới có thu nhập một lần. Rồi tôi hỏi vậy thì một năm thu nhập bao nhiêu? Ở có cái bạn trưởng nhóm ở có cái nguyên miếng đất trồng khoai mì đó, tao mới hỏi cái đám khoai mì này nè, là một năm là thu nhập khoảng bao nhiêu? Nó dạ nếu một năm mà trúng mùa chắc cũng khoảng được mười mấy triệu á. Và nhiều người khi mà biết như vậy, và chúng tôi đi đó lấy tiền đâu, chúng ta đi hầu vị Chúa trong đại hội dân hiến, một năm mười mấy triệu thì một chuyến đi của chúng tôi đã là cả chục triệu rồi. Thì có nghĩa là một chuyến đi của chúng tôi đó là gần bằng một năm thu nhập của một người ở trên đó. Vậy thì lấy gì để họ dâng hiến cho đủ chúng tôi đi? Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ đi. Chúng tôi đi bằng cách nào? Móc tiền túi ra. Đi đến đâu còn cái của Chúa dâng hiến thì góp phần vào. Hôm Giáng sinh vừa rồi tôi với một sư bủ đi hầu việc Chúa. Cái câu chuyện này kể rồi và kể tiếp. tôi đã đi lên tới Đắk Lắk rồi, và một sư bổ với cô Vân đang trên đường đi. Một sư bổ gọi tôi, thế tôi mới hỏi anh định đi tới đâu. Một sư bổ nói không biết nữa, có tiền đi được tới đâu hay tới đó, nhưng đã đi tới Quảng Ngãi ha. Quảng Ngãi rồi tới đâu nữa, Quảng Nam không có đi ra Quảng Nam không có đi ra Quảng Nam luôn, đi giáp một vòng và quay trở về mà còn dư tiền đó. Chúa đòi hỏi một người lãnh đạo không phải bắt người ta phải làm trước, nhưng phải làm cái gì? Phải làm gương. Và Chúa đã làm gương. Chúa đã làm gương trong việc Ngài đặt mình ở trong địa vị là một tôi tớ. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta cũng phải làm gương cho những người mà chúng ta dạy dỗ. Thật ra tôi nói cho anh chị em, chúng tôi dạy suốt 2 năm trường Kinh Thánh đó, đây là cái điều thực tế phũ phàng này.
Chúng ta dạy suốt 2 năm về Kinh Thánh, chúng ta nói không biết là bao nhiêu thứ. Tôi nói thiệt, khi mà anh em nhận bằng rồi hỏi anh em lại, anh em không nhớ gì chứ. Không, ai sinh viên chị Kinh Thánh trả lời, xác nhận không? Xác nhận không? Nhưng những gì chúng tôi làm và anh em thấy thì anh em nhớ. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói với các ngươi đừng có nhìn cái việc làm của mấy người Pharisee. Bởi vì họ nói mà họ không làm. Đúng không ạ? Cho nên là chúng tôi nói và chúng tôi làm theo những gì chúng tôi nói để giúp cho anh chị em khi thấy chúng tôi làm, anh chị em cũng nhớ bài học luôn. Khi tôi nói về sự dâng hiến thì chúng tôi phải là người dâng hiến. Khi tôi nói là về tấm lòng rộng rãi thì chúng tôi phải là người có tấm lòng rộng rãi. Khi chúng tôi nói là chúng tôi là người tận hiến, xin lỗi, dạy về sự tận hiến thì chính chúng tôi phải là người tận hiến. Và khi nói về sự chịu lụy thì chính chúng tôi phải là người chịu lụy. Có nhiều người tốt nghiệp trường Kinh Thánh xong rồi lại gặp tôi: thầy ơi, em tốt nghiệp rồi đó, cho em giảng đi. Bắt đầu tôi nói: được rồi, ngồi xuống đây nghe thầy nói chuyện. Và bắt đầu tôi kể hồi xưa đó, lúc mà thầy mới bắt đầu hầu việc Chúa đó. Thôi thầy đừng phải cậu kể ngày xưa nữa, nhưng mà phải kể, tại vì đó là thời gian thầy chịu lụy để thầy có được như bây giờ. Chứ không phải tự nhiên học ra trường Kinh Thánh rồi cái là đứng lên giảng dạy cái có sự sức dọc. Và ai đến gặp tôi nói: thầy ơi, cho em giảng đi, ngồi đây tôi sẽ kể câu chuyện hồi xưa đó. Và tôi nói thật với anh chị em, đến bây giờ những lúc tôi nhìn lại tôi cũng không hiểu tại sao tôi đủ sức để tôi có thể vượt qua cái khoảng hồi xưa đó nữa. Nhưng mà nhờ cái khoảng thời gian đó, nhờ cái nền tảng đó mà cái tảng băng ở phía trên nó được đứng vững. Nhờ cái nền tảng đó mà có những lúc chúng tôi phải kiêng ăn bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không sao cả. Có những lúc chúng tôi bị nói nghịch, chúng tôi vẫn cứ giảng dạy. Có những lúc lên kế hoạch đi hầu vị Chúa, dắt xe ra khỏi nhà, không có tiền trong túi, chúng tôi vẫn đi hầu vị Chúa. Lý do tại sao vậy? Bởi vì hồi xưa nó vậy đó. Nhờ những cái hồi xưa đó mà nó là như vậy. Cho nên không thể nào đi theo Chúa mà đốt cháy giai đoạn. Muốn xây một cái nhà lên thật là cao thì phải tốn thật là nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái nền thật là vững. Muốn cho cái phần nổi của tảng băng nó nâng lên thì cái phần chìm nó phải lớn hơn. Cho nên sẽ cho giúp đỡ chúng ta. Để rồi kẻ nào tin ta sẽ làm việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Tôi xin Chúa ngày ban cho anh chị em làm những việc của cái phần nổi của tảng băng đó lớn hơn nữa. Giống như Elise đã làm gấp đôi Eli vậy đó. Nhưng mà để có thể làm lớn hơn được như vậy, để có thể đứng vững được, thì những cái việc làm nền tảng phải làm, không thể bỏ qua. Và ngày hôm nay chúng ta học 3 việc làm. Việc thứ nhất là gì? Chịu lụy. Việc thứ hai, làm trọn việc công bình. Việc thứ ba, rửa chân, phục vụ hay là làm gương. Thì Chúa ban phước cho họ thánh. Và cầu xin Chúa ban cho những người sẽ là người chuẩn bị để bước vào trong chức vụ, hãy học những cái bài học về nền tảng này. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.